Thủ tướng Omar Abdullah của tiểu bang Kashmir cho biết mưa to đã làm nước các con sông trong vùng dâng cao vượt quá mức nguy hiểm. Chính quyền đã tuyên bố tình trạng thảm họa sau 2 ngày mưa to trong thung lũng Kashmir, tạo ngập lụt chưa từng có trong thời gian 2 thập niên. Theo tiên đoán thời tiết, mưa sẽ còn kéo dài trong 2 ngày cuối tuần. Con sông Jhelum và các phụ lưu của sông này đã dâng nước lên trên mức nguy hiểm vài feet. Nước sông chảy về phía Pakistan. Thủ tướng Abdullah nói với báo chí ở Srinagar rằng trận lụt đã làm ít nhất 100 người chết. Cảnh sát và quân đội đang cố gắng giúp đỡ nạn nhân trong lúc nước lụt cuốn trôi cầu, đường, nhà cửa. Thách thức chính hiện giờ của chính quyền là nơi tạm trú cho nạn nhân. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh mở cuộc họp báo tại thủ đô Tân Delhi cho biết đang gửi lực lượng ứng phó thảm trạng quốc gia đến Kashmir giúp chính quyền địa phương và hủy bỏ chuyến viếng thăm vì thời tiết xấu. Ông Abdullah nói rằng ông ta đã được Bộ trưởng Nội vụ liên bang bảo đảm sẽ trợ giúp mọi sự cần thiết. Lực lượng ứng phó thảm trạng quốc gia đã được đưa đến Jammu và Kashmir. Tất cả trường học trong vùng đều đóng cửa, các cuộc thi cử phải đình hoãn. Sau một thời gian lo sợ bị hạn hán, nhiều nơi ở miền Bắc và Đông Bắc Ấn Độ đã bị ngập lụt, sạt lở đất vì mưa to. Hai tiểu bang Uttar Pradesh và Uttarakhand đã bị thời tiết bất thường ảnh hưởng rất nặng. Ấn Độ là một quốc gia chịu thảm trạng thiên nhiên nhiều nhất trên thế giới, gồm ngập lụt, sạt lở đất, hạn hán, bão biển và động đất.